nhiêu nữa. Đúng. Con của cô đứng đây ngoài nó chắc chứ không được ăn. Bắt rồi. Bắt đi. Không. 48. Không phải bán được rồi, con này thì xấu quá, xấu mà xấu quá, cô ấy bị lộng à, nhưng mà chân là em quá, nhéo quá, cái này phải ăn cái bôi cho khổ nó mới đầy à? Có nhiều đứa ha, mua đây à? Nó lạnh kéo như này. Cú cải đâu ấy, chắc ở đây con này là con như là con nữa rồi. Đây, cái con kia mà sừng nó to mà cái âu kia nó còn mới bốn mấy nè. Cái cháu đi mua con kia. Đây sắp cao bằng một cô rồi đây này. Con này thì cao nhất chợ rồi. Cao nhất chợ mà. Thôi con nhà con thì quá thì ăn 500 là quá để nó bỏ ra mấy chục triệu ăn có 500 thì tao hỏi rõ là không muốn. Rồi sẵn ra nhà. Ấy. Nhìn không đẹp. Mẹ chú cứ quanh quanh quẩn quẩn mua bắt lấy con này về này, mẹ đéo thì đấy bán. Ai mua chưa? Con giả 41 bán. Chứ bảo là anh giả 40 em bán. Anh giả có 40 em bán. 41 thì chú bán lấy, chứ bảo là lấy 42 đúng 2 em. Vâng, xin chào các bạn nhé. Chúng ta lại tiếp tục ở trên chợ phiên các bạn, chợ Bắc Hà. Mọi người đang xem một em trâu này. Em trâu này người ta đang báo giá là tầm 50 triệu. Và con này khá là to và cao các bạn. Nếu mà cao nhất chợ thì chính xác là con này các bạn. Cao tầm gần mét rưỡi các bạn. Khá là cao. Nhưng mà em này thì nó chưa có độ béo hẳn thôi. Thiếu độ béo các bạn. Còn về độ cao với khung trâu thì là khá là to các bạn. À, con này người ta đang trả với giá là 47 triệu các bạn. Đánh con này đi. Không bao giờ cho đánh, cháu không cho đánh. Chả biết đâu. Đánh là phải có cái ly đánh rồi có đánh đúng không? Bán rồi. Bác không dòng màu chơi thì đánh tháng thì anh em cũng mua chứ. Nó mua mạnh hơn. Con này người ta vẫn đang xem nhé các bạn nhé, vẫn đang xem, mọi người vẫn đang bàn giá, con này cao lắm các bạn, đây này các bạn này, đấy. Con này cao, người này truyền người kia thì biết nó ở đâu về rồi nhỉ? Không phải ăn cắp được mà nhé. Bây giờ cũng ăn cắp cũng được. Chả sợ. Ăn cắp thì bán rẻ thôi. Ăn cắp thì bán 10 triệu, bán rồi, cái túi rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con này người ta đang giảm với giá là 47 triệu các bạn. Bác đang mà giá mong muốn là 48 thì lúc đầu là báo 50 các bạn. Vẫn sớm mà bác. Đi về đây, mở lưng, mở lưng này. Thôi về vỗ tuần sau bán giá đẹp. Bác có 3 con các bạn. Con kia, con này, con này. Đấy. Cây con ở giữa này cũng béo này các bạn này. Con này bác báo giá là cũng đầu trên đầu năm cả. Đấy, con một con trâu đực béo, con này cũng thế này. Con này có người giả 47 thì bác chưa bán này. Giá mong muốn là 48 triệu các bạn. Đấy. Con này thì bác mới mua ở chợ này về. Thì chắc là bác về bác chăn nuôi cho nó béo thêm một tí, vỗ béo thêm một tí để cho nó đẹp và bán với giá cao hơn. Nhà bác ở gần đây các bạn. Chắc là ở ngay đây thôi. Mình thấy ngày nào bác dắt rất là nhiều trâu to. Đấy, anh này anh đang chạy xem có mua được không. Không biết là mua con nào. À, mua con này. Mình xem có mua được, chắc là không mua được. Thôi, cặp to nhất chợ bác dắt về được các bạn. Chắc là mua rồi. Chắc này vụ này quyết định mua rồi. Chúng ta sẽ đi quan sát vụ này nhé các bạn nhé. Chào sếp, đủ sale chưa? Chưa, còn thiếu 2 con. À, 2 con. 2 con thì chợ đầy, mua lúc nào đi. À, chắc là quyết định mua rồi các bạn. Đến tầm này đi một đoạn là mình nghĩ là quyết định mua rồi. Mày giữ như nó. Còn sau này nó béo ngay đúng không? Sau béo ngay mà. Ừ. Vẫn còn đang cạnh mà. Ừ. Đấy. Xem tính đá rồi. Ừ. Cho quần mệt hơn đi làm ấy. Lắm rồi. Kiểu đứng giữ nó cũng mệt chứ cô nhỉ? Ừ. Nó cứ đi di chuyển. Lần sau nhà gần mang cái ghế ra. Nhà bác đây à? Ở Nam Hối. À sao tưởng bộ cọc kia, tưởng ở đây. 48 nhé các bạn nhé. Con này về vỗ là tuần sau lại lên ngay. Vừa nãy 475 bây giờ này. 48 bây giờ cháu anh 200 nghìn trên xe. Bán chị còn không có bán ai. Chị bảo tuần sau để chị khắc về được lái, chị khắc làm tiền riêng của chị đấy. Kiểu gì tuần sau nó béo hơn rồi con này à, nó ăn tốt rồi.
như nhà chị thì một tuần thì nó béo mà, nhà chị thoải mái cổ ấy. Ăn tẹt ga luôn, tối ăn tẹt ga luôn. Chân tay đẹp mà. Tuần sau lấy này không có ra đấy. Tuần sau. Bắt. Nói chuyện lâu mất thời gian. Đấy, anh ấy quyết định mua rồi các bạn. À, anh kia có con ngựa chạy bách nha. Ở trên này rất là hay các bạn. Ở đây là khu vực ngựa rất là nhiều. Người ta bán rất là nhiều ngựa. Anh ấy quyết định mua rồi các bạn, 48 triệu. Đây, giao dịch rồi các bạn. Rồi, cảnh giao dịch thì mình không quay nhé các bạn nhé. Giao dịch tiền mình không quay. Đấy. Nói chung là con kia đã được mua rồi. 48 triệu lúc đầu báo giá là 50 triệu trên 50. Sau đó là báo giá là 50. Bây giờ là chính xác là giá 48 triệu các bạn. Một em trâu về độ béo thì mình không nói, nhưng mà về độ cao với độ trâu khung thì con này là to nhất chợ ngày hôm nay các bạn. Đã được ra đi với giá là 48 triệu. Bởi vì sao nó rẻ như vậy? Bởi vì nó chưa có độ béo đâu các bạn. Con này về chăm bẵm vào tuần sau hoặc là tuần sau nữa, hoặc là nửa tháng đấy, kiểu gì cũng báo giá với giá là tầm 55 triệu. Đây, chợ của chúng ta được quan sát từ trên cao các bạn. Đấy. Mình đang đi bộ các bạn. Đấy, các bạn có thể là thấy toàn cảnh chợ Bắc Hà ngày hôm nay. Bây giờ nó rơi vào tầm 8 rưỡi 9 giờ rồi các bạn. Đấy, trời hôm nay là lúc nắng lúc đại, lúc râm nha các bạn nhé. Thì lúc sáng thì nắng, bây giờ này có cái đám mây kìa. Đấy. Không biết là chiều ngày hôm nay có mưa hay không, nhưng mà hiện tại thì bây giờ là đang mát. Đấy, vừa nãy thì nắng, bây giờ là mát. Đấy, con này đã được một anh kia mua rồi nhá, 48 triệu tròn các bạn. Sau một thời gian gọi là thương lượng giá cả rất là gay go và quyết liệt. Đấy, hai bên đã đi đồng nhất với giá là 48 triệu. Đấy, con này là mình nghĩ là về vỗ thì con này sẽ lên tuần lửa tháng sau nữa. Thì con này sẽ báo giá với giá là trên đầu năm. Và kiểu gì cũng báo giá là 55 triệu các bạn. Con này họ đã bán rồi bạn. Bán rồi, theo mãi lên trên kia, 48 triệu.